Em xin chào cả nhà nha. Thì được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị, hôm qua em lên một cái lớp clip mai tự quắn chơi Tết đó cả nhà. Thì đã hết rồi, hôm nay em tuyển thêm 10 cây nữa ha. Thì bắt đầu là cây mã số 11 nha cả nhà. Rồi, chúng ta nhìn cây số 11 ha. Cây này thì cái tự sáng của nó tương đối mập cả nhà. Nó cũng chuẩn bị làm nụ để chơi Tết. Thì loại này giờ chúng ta có thể lấy bo được liền luôn nha. Đó, loại này chúng ta có thể lấy bo được liền. Rồi em sẽ quay từ từ cái cây này cho chúng ta cùng xem nha. Cây này nó có hoành 11, cao 63 cả nhà. Cây này em bán với giá là 850.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, một cây tán thông nha cả nhà, chiều cao là 63, hoành là 11 ha. Ghép rất là nhiều mắt bo và nó đang xỏ xuống rất là đẹp nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy nó xỏ xuống không ha. Đó, mai quắn thì nó xỏ như vậy, rồi Tết chúng ta lại lá nữa thì hoa nó nở nhìn rất là đẹp luôn nha. Rồi, cây mã 11 giá 850.000 em bao ship. Tiếp tục là cây mã số 12. Wow, cây 12 này cành nhánh rất là xum xê nha cả nhà. Này, cái này Tết này cho hoa dữ lắm nhiều luôn á. Nè, nó lớn quắn dài cái lọ, cái bo, cái cây này bo nó dài lắm nè. Đó, cả nhà nhìn nè. Bo luôn, cây này dài ha. Rồi, ghép rất là nhiều mắt bo. Rồi anh sẽ quay từ từ cây này cho chúng ta xem nha. Cây này cao tới 80 luôn cả nhà. Rồi đây, hoành 12, cao 80 nha. Cây này em bán với giá là 1.1 triệu. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta ha. Đó. Cây này cây lá tương đối đẹp nha. Đó, quắn thì dài lắm rồi cả nhà. Dài lắm nha. Đó, cành nhánh rất là xum xê ha. Rồi cây mã số 12 này là 1.1 triệu. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, cây rất là đẹp nha cả nhà. Rồi tiếp tục là cây mã số 13. À, 13 là một cây bồ đề rất là đẹp cả nhà. Đó, đây. Đó, cành nhánh thì rất là xum xê nha. Đó, đây. Rồi cây này em thấy là nó tương đối lực nè cả nhà. Lùng lực ha, lùng lực tương đối nè. Đó. Rồi cây này em bán với giá 1.150.000 nha. Cây này rất là lực nha cả nhà. Hoành nó là 15 luôn, cao là 66 gần 70 ha. Rồi cây mã số 13 nha. Giá 1.150.000 nha cả nhà. Rồi tiếp tục là cây mã số 14. Rồi cây 14 là ghép từ gốc với từ chân cho tới ngọn luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, cái độ quắn của nó nè. Đó, đây quay tổng thể cây này nha. Rồi cây này cây 14 nó có cái hoành là 14, cao là 65 cả nhà. Rồi cây này em bán với giá 1.1 triệu luôn nha. 1.1 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, cành nhánh nè nha. Rồi rất là hữu nghị nha cả nhà, 1.1 triệu bao ship cây mã số 14 ha. Rồi tiếp tục là cây mã số 15. Rồi cây này quá đẹp cả nhà ơi, củ nở nè. Đó, củ nở phong cao ha, ghép rất là nhiều mắt bo nha, tán tròn luôn ha cả nhà. Cây này nó hoành tới 17 luôn nha, hoành 17 và cao là 70 cả nhà. Rồi cây này em bán giá 1.350.000 nha, rất là đẹp nha. Rồi lắc từ từ, 1.350.000 nha cả nhà. Cây này rất là đẹp ha. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Rồi tiếp tục là cây mã số 16. Đây, cây này bộ đế cũng đẹp nha cả nhà. Đó, đế cực kỳ đẹp luôn. Hoành là 14, cao là 70 nha. Đó, cây này cũng rất là đẹp luôn nè. Rồi, có cái bông kìa, nhưng mà nó nở mấy hôm rồi ha. Rồi, cây này em bán giá 1.250.000 nha cả nhà. Lấy bo chơi Tết vô tư luôn nha. 1.250.000, cây mã số 16. Rồi, tiếp tục là cây mã số 17. Rồi, đây, trời ơi. 17 cây này củ to lắm cả nhà ơi. Cây củ nở to luôn ha. Cây này nó có cái hoành là 15, cao là 60 cả nhà. Cái cây này cái củ rất là to ha. Rồi 1.2 triệu nha. Cây 1.2 triệu bao ship nha. Cái củ nó rất là đẹp nha cả nhà. Cái hoành thì 15 là do em đo ở trên, chứ cái củ tầm khoảng 20 á. Rồi 1.2 triệu bao phí vận chuyển nha cả nhà. Cái củ nè. Đó, cây này củ lực lắm nha. Cành nhánh nó rất là dài nè. Rồi tiếp tục là cây mã số 18. Rồi cây số 18 này, củ nè. Rồi hoành là 13, cao là 60 ha. Giá 950.000 nha, bao ship nha cả nhà.
950.000 em bao ship luôn nha. Rất là đẹp nha cả nhà, rất là đẹp nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 19. Cây cuối cùng là một cây lùng lực đế đẹp đây cả nhà ơi. Rồi cây này ghép rất là nhiều mắt ba, cả nhà nhìn nè. Lóng quấn luôn ha. Rồi cây này nó có cái hoành là 14, cao là 70 cả nhà. Đó. Rồi 1.1 triệu nha, 1.1 triệu em bao ship nha cả nhà. Đó thì em vừa lên 9 cây mai tự xoắn để chơi Tết ha. Ai thích cây nào thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khách, và nếu thương xin hãy bấm cho em đăng ký kênh nha cả nhà, và cho em một like nhé. Xin cảm ơn cả nhà ạ.